Xin chào các khán giả thân yêu của lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, sinh thời, Võ Tắc Thiên không chỉ nổi tiếng bởi là vị nữ hoàng đế duy nhất Trung Quốc, mà bà còn được biết đến với khả năng mây mưa rất mạnh mẽ mà ít ai sánh bằng. Thậm chí, ngay cả khi đã 60 tuổi, nhưng bà vẫn không ngừng tuyển chọn các mỹ nam, những người khỏe mạnh, khôi ngô và giỏi giang trong chuyện chăn gối để vào cung hầu hạ. Những cuộc ân ái thâu đêm suốt sáng của Võ Tắc Thiên cứ diễn ra liên tục và đều đặn, tưởng như kéo dài không hồi kết. Vậy tại sao khi về già, nữ hoàng đế này vẫn sung sức như vậy? Liệu có phải đó là cách bà bù đắp lại quãng thời thanh xuân hay không? Tất cả sẽ được lịch sử Trung Quốc giải mã trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay, lịch sử Trung Quốc sẽ tiết lộ bí mật mới nhất được tiết lộ về việc vì sao Võ Tắc Thiên cần nhiều đàn ông sau 60 tuổi đến như vậy, khiến cộng đồng mạng còn khiếp hãi hơn cả scandal Ngô Diệc Phàm. Như chúng ta đã biết, Võ Tắc Thiên là người duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được công nhận rộng rãi và biết đến là nữ hoàng đế. Khi Võ Tắc Thiên vào cung năm 14 tuổi, cô được hoàng đế Thái Tông của nhà Đường đặt cho cái tên Mị. Yêu kiều xinh đẹp, khát khao được tỏa sáng, khát vọng sự sủng ái của hoàng đế. Nhưng cô ấy chỉ là một nô tài của Thái Tông trong hơn 10 năm. Thái Tông là một tài năng xuất chúng, điều mà ông yêu cầu ở phụ nữ chỉ là đức hạnh, nhu mì, ân cần và dịu dàng. Nhưng sắc đẹp và tài năng của Võ Tắc Thiên đương nhiên không được hoàng đế đánh giá cao. Vì vậy, sau cái chết của Thái Tông, cô được gửi đến chùa Cảm Nghiệp làm nữ tu. Là một phụ nữ, Võ Tắc Thiên muốn được giải thoát khỏi kiếp nữ tu, mà chỉ có thể đạt được thông qua hôn nhân. Nàng cần phải dựa vào một người chồng biết nghe lời mình. Cô ấy cần một người yếu đuối. Cơ hội lịch sử đã khiến con trai của Thái Tông là Lý Trị trở thành lựa chọn của cô. Cao Tông Lý Trị giàu tình cảm, yếu đuối và ốm yếu, thiếu quyết đoán và lại dành tình cảm cho cô ấy. Vì vậy, sau 5 năm sống trong chùa lạnh lẽo và cô đơn, Võ Tắc Thiên vào cung lần thứ hai và trở thành chiêu nghi của Cao Tông. Lúc này, Võ Tắc Thiên đã gần 30 tuổi, còn Cao Tông mới 25 tuổi. Trước một Võ Tắc Thiên trưởng thành và khôn ngoan, Cao Tông như một đứa trẻ ngây thơ. Nàng đôi khi đa tình lả lướt, đôi lúc lại tỏ ra giận dỗi, nhướng mày giận dữ, vẻ mặt uy phong lẫm liệt, khiến Cao Trị không thể đoán định, càng thêm si mê. Chỉ trong vòng hơn một năm, cô được thăng từ ni cô thành chiêu nghi, thân thiếp rồi lên làm hoàng hậu. Vào thời điểm này, Cao Tông thậm chí còn rất khó khăn đến gần những cung tần khác. Nhiều phi tần và cung nữ trong cung đã không được nhà vua sủng hạnh trở thành nữ quan thuần túy trong cung. Trong 30 năm sau đó, Võ Tắc Thiên không hề vướng vào sự gian dâm. Năng lượng được dành cho các cuộc đấu tranh chính trị cho đến khi Cao Tông qua đời. Sau cái chết của Cao Tông, bà ta không hề che đậy sự dâm loạn. Trong hậu cung, công khai nuôi nam nhân như thú cưng. Công chúa Thái Bình tặng Võ Tắc Thiên mỹ nam như một món quà trong ngày lễ và họ đều là những mỹ nam được yêu thích nhất. Võ Tắc Thiên chính thức lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Võ Chu và trở thành một nữ hoàng đế thực sự. Nhu cầu trở thành một người đàn bà thực thụ của Võ Tắc Thiên cũng được thúc đẩy. Bà mê đắm Tiết Hoài Nghĩa vì thân hình cao to, mạnh mẽ và quyền lực của anh ta. Sau đó, thái y trong cung Thẩm Nam Mậu trở thành người yêu thích mới của Võ Tắc Thiên. Vì ghen tị, Tiết Hoài Nghĩa đốt lửa thiêu rụi vạn tượng thần cung gồm cả chùa và tượng Phật. Nhưng Võ Tắc Thiên không truy cứu. Sau đó, Tiết Hoài Nghĩa ngày càng trở nên kiêu ngạo và cuối cùng khiến Võ Tắc Thiên cảm thấy chán ghét và mượn tay công chúa Thái Bình ám sát. Thẩm Nam Mậu, người tình mới yêu thích của Võ Tắc Thiên, cũng không đáp ứng được nhu cầu dục tính của Võ Tắc Thiên, dần lao lực mà chết. Trương Xương Tông là người tiếp theo được sủng ái của hoàng đế Võ Tắc Thiên. Bèn tiến cử em trai là Trương Dịch Chi, được đồn là có gương mặt như hoa sen, được cung phụng chu đáo, khiến bà mãn nguyện về tinh thần, thanh xuân phơi phới. Bà ban ơn cho sự cống hiến của anh em họ Trương, phong làm quan cấp cao, giao phó việc nước và trở thành người đáng tin cậy nhất trong những năm tháng sau này của bà. Anh em nhà họ Trương cậy quyền và kiêu ngạo, không chỉ trong hậu cung mà còn can thiệp vào công việc chính sự của quốc gia, làm dấy lên sự phẫn nộ của quần thần. Cuối cùng, trong năm Thẩm Long thứ nhất, Trương Giản Chi và những người khác đã lập nên chính biến cung đình và giết chết anh em nhà họ Trương. Tại sao Võ Tắc Thiên cần nhiều nam sủng như vậy? Có lẽ lý do là thời trẻ,
không được thỏa mãn bởi các vị tông đế. Thái Tông đã già yếu, Cao Tông ốm yếu. Cho dù Võ Tắc Thiên có là tay sành sỏi dùng mọi hình thức thì cũng không thể thỏa mãn được dục vọng. Sau cái chết của Cao Tông, trở thành hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, ham muốn tình dục bị kìm nén của bà đã bùng phát. Khi con người ở đỉnh cao quyền lực, nếu không thể tiết chế được dục vọng của bản thân, sẽ dễ dàng sử dụng quyền lực để đi chệch hướng. Các bạn thân mến, trong vô vàn những câu chuyện thị phi xoay quanh cuộc đời đầy quyền lực của vị nữ hoàng độc nhất này, người ta còn nhắc đến những cuộc tình vụng trộm và cực kỳ dâm đãng của Võ Tắc Thiên. Đó là cuộc tình với vị tiểu hòa thượng khi bà 14 tuổi và việc tranh giành người tình với con gái, công chúa Thái Bình. Vậy câu chuyện đó đã diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất là cặp với tiểu hòa thượng khi 14 tuổi. Võ Tắc Thiên sinh ngày 17 tháng 2 năm 625, tên thật của bà là Võ Chiếu. Võ Chiếu được đưa vào hậu cung Đường Thái Tông, nhà Đường vào khoảng năm 637 và là một tài nhân, tức là một trong 9 người thiếp cấp thứ 5. Thấy tên Võ Chiếu đẹp, Đường Thái Tông đặt tên cho bà là Mị, có nghĩa là duyên dáng, xinh đẹp, và vì vậy còn được người Trung Quốc gọi là Võ Mị Nương. Sách cũ Trung Quốc còn ghi chép rằng, lần đầu được dâng lên vua Đường Thái Tông, Võ Chiếu đã phổng phao, xinh đẹp, đối đáp trôi chảy, khiến cho ông vua háo sắc tuổi đã ngoại tứ tuần, bên mình không thiếu gì thế thiếp, phải mê mẩn. Không những thế, mặc dù ở lứa tuổi vắt mũi chưa sạch, nhưng Võ Chiếu khi đó đã rất am hiểu chuyện giường chiếu. Đây cũng chính là chiêu bài khiến cho một người đáng tuổi bố như vua Đường Thái Tông say mê mị nương đến mức mê mẩn, ngày nào cũng đến cung phúc tùy, lại còn cho tất cả cung nữ lớn tuổi ra khỏi cung. Đến khi Đường Thái Tông băng hà theo lệ, những phi tần cung nữ phải chết theo vua. Biết được ngày này sẽ đến với mình, nên khi Đường Thái Tông lâm trọng bệnh, sự sống chỉ còn tính từng ngày, Võ Chiếu đã khéo dùng lời ngon ngọt, xin được cắt tóc đi tu, tránh lệ bị chết theo vua. Cũng trong những ngày ở tại ngôi chùa này, Võ Chiếu đã đem lòng yêu một vị hòa thượng, tạo thành một câu chuyện tình ly kỳ ngay tại nơi linh thiêng vào bậc nhất này. Sau khi vua Đường Thái Tông băng hà, Võ Tắc Thiên đã bắt đầu cuộc sống cô độc với thân phận ni cô tại ngôi chùa Cảm Nghiệp nằm chênh vênh trên núi. Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời, trong chính ngôi chùa linh thiêng đó, Võ Tắc Thiên đã gặp một chú tiểu có tên là Phùng Tiểu Bảo. Theo sử sách còn ghi lại, cả Phùng Tiểu Bảo và Võ Tắc Thiên đều là người không muốn xuất gia, nhưng do hoàn cảnh nên cả hai đã gặp nhau tại nơi cửa Phật. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi Võ Tắc Thiên mới 14 tuổi, còn Phùng Tiểu Bảo cũng chỉ mới 17. Sự thanh vắng và buồn tẻ trong chùa đã khiến cặp đôi này trở nên thân thiết và dính với nhau như hình với bóng. Mặc dù xuất gia, nhưng Phùng Tiểu Bảo khi đó mới chỉ là chú tiểu nên nỗi vương vấn với trần tục vẫn còn sâu đậm. Tương truyền rằng, Tiểu Bảo vẫn thường xuyên xuống núi để bẫy chim và mang những chiến lợi phẩm này về cùng chia sẻ với Võ Tắc Thiên. Không những thế, trong những công việc hàng ngày ở chùa, Tiểu Bảo cũng thường giúp đỡ người đẹp rất tận tình. Lúc thì gánh nước, quét sân giúp, lúc thì sâu kim và giặt rũ cùng. Chính vì thế tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm. Sau khi Thái tử Lý Trị lên ngôi hoàng đế thay cha, vì mê sắc đẹp của Mị Nương nên vừa mãn tang cha đã đến chùa Cảm Nghiệp tìm người tình cũ và hoài thai Thái tử. Sau đó, Mị Nương được hoàn tục, tiến cung, lập làm chiêu nghi, hiệu thần phi. Cuộc ra đi của Võ Tắc Thiên đã khiến cho Phùng Tiểu Bảo cảm thấy hết sức bất ngờ và đau khổ. Để có thể níu kéo được mối tình với người đẹp, mặc dù đã xuất gia, nhưng Phùng Tiểu Bảo vẫn thỉnh thoảng lén gặp người cũ. Cũng có nhiều lời đồn thổi rằng, vì lưu luyến với người tình đã ở bên mình trong những ngày tháng hoạn nạn, Võ Tắc Thiên vẫn qua lại và coi Phùng Tiểu Bảo là người tình tri kỷ khó thay thế. Vì vậy, trong những lần lén nút trốn đi gặp nhau, mặc dù đã là một vị hòa thượng, nhưng Phùng Tiểu Bảo vẫn chung chăn gối với Võ Tắc Thiên. Thứ hai, hai mẹ con chung một người đàn ông. Để có thể qua lại với Phùng Tiểu Bảo một cách dễ dàng, Võ Tắc Thiên sau khi lên ngôi hoàng đế đã yêu cầu Tiểu Bảo hoàn tục và đưa vào cung. Để có thể qua mặt được nhiều tai mắt trong hậu cung và tránh những điều tiếng không đáng có, Võ Tắc Thiên đã giới thiệu rằng người đàn ông này chính là chú họ của mình, đồng thời thay đổi tên họ cho Phùng Tiểu Bảo thành Hứa Hoài Nghĩa. Mặc dù nhận được sự sủng ái đặc biệt từ Võ Tắc Thiên, nhưng vốn là một kẻ háo sắc, nên ngay sau khi vào cung, Hứa Hoài Nghĩa đã kịp trang bị cho mình rất nhiều tình nhân mới. Một điều đặc biệt là trong số những nhân tình nhân ngãi này cũng có tên của Thái Bình Công Chúa,
con gái duy nhất của Võ Tắc Thiên với Hoàng đế Lý Trị. Sau khi vào cung, nhận được sự sủng ái quá đặc biệt của Võ Tắc Thiên, nên Hứa Hoài Nghĩa đã trở thành một kẻ kiêu ngạo và coi trời bằng vung. Ngoài hai mẹ con nhà họ Võ là tình nhân cao cấp ra, Hứa Hoài Nghĩa còn có một danh sách người tình dài đến chục trang và đủ các thân phận khác nhau. Sử sách Trung Hoa còn ghi lại, còn rơi còn vãi của cựu hòa thượng họ Hứa này cũng đã có tới vài chục. Không những thế, Hứa Hoài Nghĩa luôn có thái độ kiêu ngạo với mọi người, đồng thời lợi dụng sự ân sủng của Võ Tắc Thiên để mưu lợi cá nhân cho mình. Nhờ tài ăn nói khéo léo, cộng với vẻ ngoài bảnh bao công tử, nên sau một vài lần gặp mặt, dù đã là người có chồng, nhưng Thái Bình công chúa vẫn bị sức cuốn hút của Hứa Hoài Nghĩa làm cho mê mẩn. Để có thể thường xuyên được gặp gỡ người đàn ông này, Thái Bình công chúa đã liên tục mời Hứa tiên sinh đến phủ để đàm đạo chuyện thế sự. Có những hôm, sau khi chuyện đàm đạo kết thúc, người ta đã không nhìn thấy Thái Bình công chúa và Hứa tiên sinh ở đâu. Được biết thông tin về Hứa Hoài Nghĩa và con gái, Võ Tắc Thiên đã vô cùng tức giận, nhưng cũng không biết nên giải quyết thế nào. Với ý nghĩ của một vị cựu hòa thượng lại cùng chung đụng với hai mẹ con quyền thế đã khiến Võ Tắc Thiên nổi điên. Từ thái độ đặc biệt sủng ái với người tình lâu năm, vị hoàng đế này đã quay sang căm ghét Hứa Hoài Nghĩa. Khi Thái Bình công chúa biết được nguồn tin thân cận mật báo rằng Hứa Hoài Nghĩa chính là người tình bí mật của mẹ, cô đã phản ứng khá gay gắt. Thay vì bảo vệ người tình của mình, Thái Bình công chúa đã đến gặp Võ Tắc Thiên và trình bày nguyện vọng muốn xử lý tên dâm đãng này. Vốn đã hận Hứa Hoài Nghĩa vì dám cặp kè với con gái mình, lại không thể ưa nổi thái độ hách dịch, kiêu ngạo của một tên vô danh tiểu tốt, Võ Tắc Thiên đã hạ lệnh thủ tiêu người tình thuở nào của mình. Vào một ngày đẹp trời khi Hứa Hoài Nghĩa vẫn đang say sưa giấc nồng bên gái đẹp, quân của Võ Hoàng đế đã ập đến và lôi tên này ra pháp trường. Không một lời giải thích, không có sự báo trước từ Võ Tắc Thiên, Hứa Hoài Nghĩa đã bị đánh đến chết bởi một đội quân hùng hậu với gậy sắt trong tay. Không chỉ dừng lại ở đó, xác của Hứa Hoài Nghĩa còn được lệnh đốt thành tro rồi vùi xuống bùn sâu. Theo lời giải thích của các nhà sử học, thì hành động này của Võ Tắc Thiên nhằm vĩnh viễn che giấu đi sự thật trần trụi về mối tình của hai mẹ con với một cựu hòa thượng. Thứ ba, Thái Bình công chúa dâng chai giải sầu cho mẹ. Sau khi Hứa Hoài Nghĩa bị xử tử, để xoa dịu nỗi đau thầm kín của mẹ, Thái Bình công chúa đã giới thiệu cho Võ Tắc Thiên người em trai của chồng làm bầu bạn. Theo sử sách ghi lại, thì người đàn ông này có tên là Trương Xướng Tôn, là một mỹ nam thực sự. Để miêu tả vẻ đẹp của Trương tiên sinh, có tài liệu đã ghi, Trương Xướng Tôn có khuôn mặt trong sáng như pha lê, với ánh mắt và khóe miệng luôn hút hồn người đối diện. Không những thế, với làn da trắng ngần, mềm mại và thân hình uyển chuyển như một thiếu nữ, Trương tiên sinh quả thực là một đệ nhất mỹ nam. Lần đầu tiên gặp gỡ Trương Xướng Tôn, Võ Tắc Thiên đã lập tức đắm đuối tới mức mê mẩn. Sau đó không lâu, chàng trai họ Trương đã được lệnh vào cung để hầu hạ hoàng đế và trở thành một cánh tay đắc lực giúp việc cho Võ Tắc Thiên. Nhờ có sự chăm sóc ân cần và chu đáo từ Trương mà thân sắc cũng như tinh thần của Võ Hoàng đế thay đổi rõ rệt. Cũng chính vì lý do này mà Trương Xướng Tôn được Võ Tắc Thiên vô cùng ân sủng. Cũng giống như Hứa Hoài Nghĩa, khi nhận được sự sủng ái đặc biệt từ người đứng đầu triều đình, Trương Xướng Tôn cũng trở nên kiêu ngạo. Không những thế, Trương còn chơi trội, cặp ngay với một nha đầu thân cận của Võ Tắc Thiên. Vào một ngày đẹp trời, khi cặp đôi này hú hí với nhau tại vườn Thượng Uyển thì bị Võ Tắc Thiên bắt gặp. Lập tức, Võ Hoàng đế đã rút gươm và chém sượt qua đầu ả nha đầu trong sự bàng hoàng của Trương Xướng Tôn. Tuy nhiên sau đó, chuyện này đã được giải quyết êm đẹp vì Thái Bình công chúa đã có ý kiến rằng không nên làm to chuyện, làm trò cười cho thiên hạ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn nghĩ sao về nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!